Riêng trong 5 phiên gần đây, khối ngoại đã mua ròng gần 2.200 tỷ đồng. Quý 1 hàng năm cũng là thời điểm khối này tập trung gom hàng. Nhà đầu tư nước ngoài thường có cái xu hướng mua ròng vào nhóm cổ phiếu bất động sản và dòng ngân hàng, đặc biệt là sau những cái chuỗi bán ròng ở nhóm ngân hàng thì khối ngoại cũng đã quay trở lại mua ròng trên nhóm này. Như vậy thì đó là một số cái tín hiệu tích cực trước mắt. Tại Việt Nam hiện có hai loại hình quỹ ngoại, một là các quỹ đầu tư chủ động thường hướng tới đầu tư dài hạn, thế nhưng cũng có các quỹ chỉ số ETF giao dịch linh hoạt, thậm chí là tranh thủ lướt sóng. Các quỹ ETF giao dịch tương đối linh hoạt thường là có cái tính gọi là đầu cơ lướt sóng ngắn hạn. Trong các cái thời điểm mà thị trường giảm mạnh và các cổ phiếu blue chip có cái vùng giá hấp dẫn thì họ thường mua dòng khá lớn. Tuy nhiên khi mà thị trường tăng giá trở lại, thậm chí có những thời điểm tăng rất mạnh thì quỹ này hoàn toàn có thể bán dòng trở lại. Riêng trong tuần thứ 2 của 2022 thì họ đã bán ra đâu đấy khoảng 6 triệu cổ phiếu Vincom Retail. Và đây cũng là lượng cổ phiếu mà họ gom được ở vùng giá 30-29 ở trong tháng 12. Cho thấy là khối ngoại họ cũng lướt sóng rất là tích cực. Khối ngoại hiện chỉ chiếm 5-8% giá trị giao dịch hàng ngày và với xu hướng bán ròng 2 năm qua thì tỷ trọng này ngày càng giảm. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng thời điểm này có thể là tín hiệu cho sự quay trở lại của khối ngoại. Ngay cả thị trường có cái xu hướng là không tăng điểm nữa thì nhà đầu tư mình nghĩ là cũng không có nhiều dư địa để bán ròng nữa. Tuy nhiên là khi mà nếu mà thị trường có điều chỉnh thì đó sẽ là một cơ hội cho nhà đầu tư có lý do để mà mua ròng.